6 tháng trước, Andre Onana xin lỗi các cổ động viên MU bằng miệng sau những sai lầm liên tiếp tại Champions League. 6 tháng sau, thủ môn số 24 biến những lời xin lỗi miệng ấy bằng lời xin lỗi bằng những màn trình diễn thực tế trên sân cỏ. Tôi phải mất khoảng 6 tới 7 tháng, không phải để chơi tốt, mà chỉ để cảm thấy thoải mái ở MU, Onana chia sẻ với ESPN hồi đầu tháng 3 năm 2024. Trong tháng ấy, người gác đền sinh năm 1996 nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng của đội chủ sân Old Trafford khi cản phá 23/30 cú sút trúng đích sau 4 trận đấu của MU. Trước đó, Onana được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận Aston Villa 1-2 MU hôm 11 tháng 2 tại vòng 24 ngoại hạng Anh khi thực hiện 8 pha cứu thua. Mới nhất, cầu thủ môn Ajax Amsterdam có 3 pha cản phá, trong đó có một lần cứu thua ở loạt đá luân lưu, giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vượt qua Coventry City để vào chung kết cúp FA. Trở lại ngoại hạng Anh, tính tới sau trận MU 2-2 Liverpool tại vòng 32 ngày tháng 74, Onana là thủ môn có số pha cản phá thành công nhiều nhất toàn giải, 120. Tới thời điểm hiện tại, theo thống kê từ FGREF, Onana đang đứng thứ 3 trong danh sách những thủ môn có tỷ lệ cứu thua cao nhất giải. Con số này của ngôi sao 28 tuổi đạt mức 75%, chỉ kém Alisson Becker, 75,6%, của Liverpool và Alvaro Areola, 75,8%, của West Ham United. Onana còn đang là người giữ đền phải đối mặt với số cú sút nhiều thứ 3 toàn giải. Sau 32 trận đấu, khung thành của thủ môn người Cameroon bị đối phương bắn phá tới 168 lần, chỉ xếp sau Bernd Leno, 169, của Fulham và Thomas Kaminski, 199, của Luton Town. Tuy nhiên, cả hai thủ thành này đều có nhiều hơn 2 lần ra sân so với Onana. Vậy, độ khó của những cú sút mà cựu sao Inter phải hứng chịu là thế nào? Theo Understat, chỉ số bàn thua kỳ vọng của MU đang là 63.81, cao thứ 5 cả giải và cao nhất trong nhóm Big Six. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford thực tế chỉ mới phải nhận 48 bàn thua, thấp hơn 15.61 bàn thua so với con số 63.81. Đây đang là con số chênh lệch lớn nhất toàn giải. Những số liệu trên không chỉ chứng minh cho nỗ lực cải thiện phong độ của Onana, nó còn cho thấy thủ môn sinh năm 1996 đã nhiều lần gồng gánh hàng phòng ngự chơi không tốt của MU. Onana phải đối mặt với nhiều cú sút có độ hiểm hóc cao, nhưng người gác đền 28 tuổi vẫn đứng vững và duy trì được sự tập trung. 6 tháng trước, Onana phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ các chuyên gia bóng đá Anh. Roy Keane và Jamie Carragher khẳng định người hậu bối là nỗi thất vọng lớn nhất của MU ở mùa giải này. Lee Sapay nói Onana đang khiến MU phải trả giá và khiến các cầu thủ MU cảm thấy ức chế. Paul Scholes, cựu sao Ajax, vụng về phán đoán, chọn vị trí kém cỏi và khiến cả đội lo lắng. Ian Wright cho biết ông luôn cảm thấy run mỗi khi xem Onana thi đấu. Peter Schmeichel không hài lòng về kỹ thuật bắt bóng của thủ thành người Cameroon. Chris Sutton thì nói Onana là sự xuống cấp so với David De Gea và cho rằng MU nên tìm người thay thế tân binh mang áo số 24. 6 tháng sau, gió đổi chiều, từ gánh nặng và tâm điểm của những lời ném đá, Onana giờ đây đã trở thành điểm tựa nơi hàng thủ của câu lạc bộ thành Manchester. Cựu sao Inter đang còng lưng gánh chính những người đồng đội mà chỉ mới 6 tháng trước họ vẫn đang phải chảy ra chóc vẩy để sửa sai cho anh. 6 tháng trước, bài ca mang tên nỗi nhớ De Gea vang lên sau mỗi sai lầm của Onana. 6 tháng sau, bài ca ấy đã chìm vào quên lãng. Không ai còn nói MU đã sai khi chia tay thủ thành người Tây Ban Nha và thay thế bằng thủ môn người Cameroon. Không còn ai có thể cười nhạo Onana. Thủ thành này đã khiến những người từng chỉ trích anh phải im lặng và MU sẽ tệ hơn rất nhiều nếu không có anh. Đó là dòng tiêu đề mà tác giả Richard Martin trong bài viết của mình trên Go. Vào lúc này, người hâm mộ MU đôi khi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm 100% với Onana. Nhưng cảm giác đứng ngồi không yên và những biểu cảm thất vọng cũng như bực bội khi thấy ngôi sao sinh năm 1996 chấn giữ khung gỗ như hồi đầu mùa đã biến mất như những màn tấu hài của Onana. Sau tất cả, không phải những lời nói miệng hồi đầu tháng 10 năm ngoái, mà những gì Onana đang trình diễn trong màu áo MU mới thực sự là lời xin lỗi của anh.